Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mark One. Và mình là Quân. Sau khoảng 2 video mới đây trên kênh thì mình đã quên không giới thiệu cho các bạn. Mình là reviewer mới của kênh Mark One này. Và bên cạnh mình đây là chị Vân, bên phòng marketing, một gương mặt khá là quen thuộc với các bạn rồi. Và sau khoảng 1 năm sử dụng con MacBook Pro M1 này thì trong video hôm nay chị sẽ chia sẻ lại cho mình và các bạn sẽ là trong quá trình sử dụng thì chiếc máy này có những ưu và nhược điểm gì. Ok, cùng mình bắt đầu vào video ngay nhé. Đây là MacBook Pro M1 2020. Rồi, thế trong cái lúc chị mua là khoảng bao nhiêu tiền với mức cấu hình như nào? Đây là máy 16GB RAM. Lúc mình mua là khoảng tháng 10 năm trước. Giá lúc đó Mark One tại khoảng 38 triệu. Và nếu như các bạn quan tâm cái sản phẩm MacBook Pro M1 cũng như là MacBook Air thì mình sẽ để một đường link ở bên dưới, các bạn nhớ click vào để tham khảo nhé. Thì cơ duyên nào mà chị mua con máy này? Thì trước đó chị dùng con máy gì? Lúc trước là đang dùng con MacBook Air 2017 MQD32. Nhưng mà mua thêm một con để văn phòng đỡ phải mang đi nhiều. Một chia sẻ của một người rất nhiều tiền, mua hai con máy, một là để nhà xem phim thôi, còn mua Pro là chỉ để làm việc văn phòng vớ vẩn thôi mà. Dùng Pro công việc nó sẽ mượt hơn chứ đúng không? Lại còn máy 16GB RAM nên là nó sẽ đáp ứng được công việc tốt hơn nhiều. Đúng này, tất cả đều đúng. Đổi từ Air lên Pro ấy thì chị cảm nhận là nó chạy như nào, nó có mượt mà hơn hay là như nào không? Tất nhiên là với giá tiền khoảng gần gấp đôi thì nó sẽ phải mượt hơn nhiều. Nhưng mà với nhu cầu sử dụng ban đầu của mình là nhu cầu cơ bản, chỉ có lướt web này, xem phim và viết bài thì cũng không khác biệt quá nhiều, trừ cái việc là màn hình sắc nét hơn hẳn. Tuy nhiên khi mà sử dụng về lâu dài ấy, sẽ có những tác vụ nhiều hơn như là Photoshop, rồi chỉnh sửa ảnh video các thứ. Và còn mở nhiều tab nữa, đặc biệt là tậu con máy 16GB RAM thì còn mở nhiều tab đa nhiệm tốt hơn mà. Thì dùng mượt hơn hẳn. Về thời lượng pin các thứ thì nó cũng ok hơn đúng không? Tất nhiên, con này ví dụ như chị đi làm cả ngày thì chị sẽ cắm sạc liên tục. Nhưng có những lúc mà phải mang đến trường hoặc là đi ra ngoài, đi làm việc cà phê các thứ thì pin cũng sử dụng được cả một ngày đấy, không cần phải mang sạc, dùng từ sáng đến tối về sạc một lần vẫn được. Ví dụ trong máy này em thấy là chị đang dùng những cái app ở đây, thấy có nguyên một bộ Photoshop luôn, thì chị có hay dùng mấy cái app này không? Cái app này thường là dùng hàng ngày vì khi mà đăng bài thì sẽ chỉnh ảnh luôn để đỡ phải nhờ designer. Đơn giản thì mình vẫn làm được mà. Thì mấy cái ví dụ như là Photoshop này, em tìm hiểu hình như là cái con chip M1 ấy nó chưa tối ưu được hết tất cả các cái đúng không? Thực ra đến bây giờ thì đã được tối ưu khá là tốt rồi. Như chị dùng thì không có vấn đề gì hết, hoặc là do mình dùng cơ bản nên chưa có thể tìm hết được các tính năng của em nó. Thế ví dụ như chị dùng cái máy này có dùng để chơi game thôi, thì em thấy Mac Pro nó có thêm cái quạt ấy, thì chị có đã chơi game gì ở trên máy này chưa? Lúc trước có test cái game Alpha 8 game đua xe Alpha 8. Đợt đấy là chơi cùng mọi người ở văn phòng. Nhưng mà thực sự là cái máy này chỉ duy nhất một lần quạt nó kêu. Đấy là cái lần mà chị bật 3 video 8K để chị test cái quạt của máy thì nó mới kêu, và sau đó không thấy nó kêu lần chưa nào hết. Chưa giờ quạt kêu luôn. Dù dùng rất nhiều, cả chỉnh ảnh và video cả ngày, hoặc là chỉnh video mức độ nhẹ nên là nó cũng không quá nóng đâu. Máy tản nhiệt tốt mà. Mac M1 này cái chip của nó đã dần dần cải thiện được cái sự tối ưu app, cũng như là nó sẽ giúp cho người dùng gọi là gì nhỉ, cải thiện được cái vấn đề về quạt. Thì con M1 này nó được gọi là bốt giá con tim mà em. Đa số mọi người dùng M1 không hề gặp vấn đề về nhiệt độ. Đấy là điểm khác biệt giữa máy M1 và máy Intel trước đây. Đúng rồi, đấy gọi là cái giá trị của MacBook Pro đấy. Ở trên công ty thì mình hiện đang dùng một cái con Mac Pro từ 2013 rồi. Nhưng mà thực sự khi mà mình dùng các cái lướt web rồi là gõ văn bản, là viết kịch bản ấy, thì mình cũng không thấy hiện tượng là quạt kêu đâu. Rồi là mình bật có hôm mình bật đến hơn 20 tab mà Chrome thì vẫn quạt, nó chỉ hơi kêu một chút thôi, nhưng mà con ấy bị phồng pin mất rồi. Đâu ra mình có thể chuyển sang M1 để bật 40 tab vẫn chưa thấy quạt kêu. Nhưng mà em chưa có tiền chị ạ. 40 triệu, nó đắt nhỉ. Nhưng mà với 40 triệu này em có thể dùng để kiếm lại được nhiều hơn, nó làm được nhiều việc hơn và còn dùng về lâu hơn nữa. Thế sắp tới thì con M2, Pro M2 ấy cũng chuẩn bị ra rồi ấy, thì chị nghĩ như nào về con Mac đấy? MacBook Pro M2 về ngoại hình thì không khác gì M1, và hiệu năng thì cũng nhỉnh hơn khoảng một chút thôi, 20%. So với Pro M2 thì mình có thể sắm M2 sẽ được hơn nhiều với thiết kế tai thỏ mới. Và hiện tại Mark One đang cho đặt hàng cả MacBook Air và Pro M2 nhé.
Sắp tới thì những cái con Mac chạy chip M2 cũng mới ra ấy, thì với cái nhu cầu hiện tại của chị thì chị có muốn nâng cấp lên không? Chắc chắn là không. Thứ nhất là về thiết kế thì vẫn y nguyên trên máy M1 của chị. Cái thứ hai là hiệu năng của M1 ý đã quá thừa để chị có thể sử dụng trong ít nhất là khoảng tầm 4 đến 5 năm tới. Và máy thì vẫn còn như mới, yêu như thuở ban đầu. Nice. Em nhìn thấy đây là kiểu máy vẫn chưa có vết xước hay là như nào cả, thì trong cái lúc chị dùng thì chị có sử dụng cái biện pháp để bảo vệ máy hay là như nào không? Chị có mang túi chống sốc thôi và dán màn hình, còn không dán máy đâu, vì thực ra là dùng không nó vẫn thích hơn mà đây. Nhưng mà tại vì máy cũng hay để văn phòng ý nên cũng không ảnh hưởng gì mấy. Đây mới đúng là máy nữ dùng này các bạn ơi, không có tí vết xước nào không, chưa không dùng biện pháp bảo vệ. Thì những cái lúc mà chị đã làm rơi bao giờ chưa? Đã phải thay thế cái gì ở trên máy này chưa? Thực ra đã từng làm rơi rồi, nhưng mà chưa phải thay thế gì cả và cũng không ảnh hưởng gì luôn. Nhưng mà các bạn đừng làm rơi như mình nhá, thay thì cũng mà tốn ví lắm. Thực ra MacBook này này, ví dụ thay thế các thứ rất là đắt luôn. Con Pro 13 mình đang dùng ở trên công ty, phòng pin mình vẫn còn dùng, không dám đi thay luôn. Hại thật. Tại Mac One thì đang nhận đặt hàng pre-order cho sản phẩm MacBook Air và Pro M2 mới nhất với mức giá không thể tốt hơn và còn ưu đãi giảm 300.000 với mỗi đơn đặt hàng trước. Đừng quên khi mà các bạn mua máy tại Mac One thì chúng mình vẫn sẽ hỗ trợ các bạn vệ sinh cũng như là cài đặt phần mềm miễn phí trọn đời. Đến ngay Mac One nhé. Ok. Thế thôi à? Nhăn nhẽo thế.